kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh được tăng cường trở lại, kết hợp với gió Tây hoạt động mạnh, nên ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ ở nhiều nơi từ sáng sớm, nhiệt độ giảm nhẹ và trời tiếp tục rét. Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay 27 tháng 12 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một vài nơi khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa một vài nơi, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. Tại các tỉnh thành phía Nam thì trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày, chế độ nhiệt ẩm ít có sự biến đổi so với 24 giờ trước. Trong khi đó thì cơn bão Wukong vẫn đang hoạt động ở khu vực vùng biển ngoài khơi Philippines, gây ra thiệt hại nặng cho đất nước này. Hiện nay thì bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Như vậy là khoảng sáng nay 27 tháng 12 thì bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan, Philippines và đi vào khu vực Biển Đông. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo thì bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 270 km về phía Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khối khí lạnh phía Bắc lại được tăng cường yếu. Do vậy, tại khu vực các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên thì mức độ giảm không sâu, thời tiết chuyển mưa nhẹ. Tại khu vực nội thành, trời duy trì trạng thái là nhiều mây với mức nhiệt từ 15 đến 20 độ và độ ẩm là 60%. Tuy nhiên, theo đánh giá thì bộ phận không khí lạnh lần này có cường độ trung bình, do vậy khả năng rét tại đây chỉ ngắn ngày trong khoảng 3 đến 4 ngày rồi trời lại hứng nắng hơn. Đến rạng sáng nay thì ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ lại có những đợt sóng lạnh mới tăng cường xuống, cùng lúc đó là gió Tây mạnh được tăng cường nên ở hầu khắp khu vực bị bao trùm bởi màn mây dày đặc và nhiều nơi sẽ có mưa nhỏ. Do có mưa nên nhiệt độ khu vực thành phố Hải Phòng và toàn miền ngày hôm nay đồng loạt giảm nhẹ, trời rét. Đối với khu vực thành phố Hải Phòng ngày hôm nay thì trạng thái thời tiết có chuyển nhiều mây hơn và có thể sẽ có mưa nhẹ, gió đông bắc mạnh dần. Do vậy nhiệt độ trong ngày tuy có giảm nhưng mức giảm rất ít và dao động từ 15 đến 20 độ với độ ẩm 80%. Đối với các tỉnh miền Trung thì sau 1-2 ngày mưa giảm thì đến ngày hôm nay mưa rét cũng bắt đầu quay trở lại với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Mưa làm cho nền nhiệt độ giảm và phổ biến từ 22 đến 26 độ. Còn với khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ trở vào, thời tiết lại ít mưa hơn, ban ngày trời nắng, chiều tối thì có mưa rào và dông ở một vài nơi. Khu vực thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ là những cơn mưa nhỏ với nhiệt độ trong ngày ở mức từ 22 đến 26 độ và độ ẩm 70%. Trời còn duy trì trạng thái lạnh về đêm, se mát vào ban ngày. Ở khu vực vùng ven phía Nam thì mưa có khả năng sẽ nhiều hơn đôi chút. Xu hướng trong 2-3 ngày tới thì thời tiết các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có dấu hiệu chuyển mưa. Nguyên nhân là do cơn bão Wukong di chuyển vào khu vực Biển Đông sẽ đem lại chế độ thời tiết nhiều mây cho khu vực, độ ẩm trong không khí tăng nhanh hơn. Đây là cơn bão cuối cùng trong năm 2012, cường độ cũng không mạnh và khả năng bão sẽ hoạt động với chu kỳ dài ngày trên biển, khả năng đổ bộ vào đất liền là rất ít. Thưa quý vị, Nam Bộ đang ở đầu mùa khô, cảm giác hanh khô đã rất rõ rệt. Hiện nay thì thời tiết tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Tây Nam khối không khí lạnh biến tính. Vì vậy ngày hôm nay tại khu vực thành phố trời tuy có nhiều mây hơn nhưng đến trưa thì mây sẽ giảm đi, nắng sẽ xuất hiện và tiết trời lại trở nên khá oi bức. Tại vùng trung tâm của thành phố thì nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 24 đến 34 độ và độ ẩm trong không khí tại đây là từ 40 đến 45%. Về đêm và sáng sớm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trời vẫn se lạnh và có nơi có sương mù nhẹ. Kiểu thời tiết này thì sẽ còn duy trì trong một vài ngày tới. Từ ngày 28 ngày 29 tháng 12 khi bão Wukong di chuyển gần vào ven biển phía Nam, thời tiết sẽ chuyển xấu đi và khả năng Nam Bộ sẽ có một đợt mưa trái mùa xuất hiện. Ngày hôm nay, thời tiết khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục ít mưa, buổi trưa nóng dần do không khí lạnh không còn dồn mạnh về các khu vực phía Nam như trong 2 ngày vừa qua. Do vậy, nhiệt độ về đêm có tăng nhẹ đôi chút. Tại khu vực nội thành, thành phố, nhiệt độ duy trì trong mức từ 25 cho đến 31 độ với độ ẩm 65%. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!